Bị thần kinh.
nó hay khủng bố hoài là gọi thần kinh. Trời ơi, vậy hèn chi bác cũng thần kinh, gặp cái thần kinh với nhau rồi cũng là bọn. Nói tiếp đi con nghe. Còn đâu có thần, con đâu hâm dọa đâu. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ theo dõi cái website này, theo dõi Facebook này. Trời ơi, Thanh Hoa cái gì tình báo gì gì bình thường. Đợi tí. Trong này nó có những cái thằng gọi là sắc bắn. Sao? Quan học phủ đó, nghe không? Sao? Để giết khởi đồng bào chúng ta ngày Tết. Giết hồi nào? Ngày đó là Việt Nam Cộng Hòa thảy bioxin xuống mà. Điện bom mà bác. Sao? Trời đất ơi chị. Trời ơi, tép riêu mà đi lại đánh được mấy ông Việt Nam Cộng Hòa bay đi. Công nhận tép riêu này công nhận nhỏ mà có vỏ ghê ha. Sao? Trời ơi, Hồng Thiên sông núi bay đâu, hèn chi Hồng Thiên sông núi phải bay. Bay qua sông, quay qua biển, bay đu cạn đi luôn rồi đó. Đó. Sao bác? Nói, con nghe. Bỏ cửa chạy lấy người. Đúng rồi. Bác nói đúng, bỏ cửa chạy lấy người đúng. Ngày ra gấp 10 lần vô. Ngày ra gấp 10 lần vô là tại sao? Phước báo. Phước báo làm sao? Nghiệp chướng của tụi bay. Nghiệp chướng sao? Nghiệp chướng tụi con là hiện tại giờ là nhờ cái nghiệp chướng đó mà nhà cao cửa rộng là càng ngày càng xanh vàng dòng đeo à, của cải thì đầy người. Sao bác nói tiếp? Tao không quan tâm, tao cho mày nói. Một lát tao lóc mày. Trời chơi lóc. Bác chơi chơi lóc còn không có chịu đó. Bác chơi lóc còn không có chịu. Chơi là chơi không có lóc. Trời sao bác kỳ vậy? Bác lớn mà bác chửi chó đẻ. Mày như là con sâu bọ đó. Trời đất ơi, sâu bọ mà thông minh ghê luôn á hen. Sao bác? Trời ơi, bác giới thiệu bác là Phụng Hoàng Lửa, bây giờ tới bác Lão Tôn luôn rồi. Sao bác? Thì cái công việc ngày hôm nay, tất cả chúng ta. Sao bác? Đây là công hội đồng công sứ quốc gia. Sao bác? Lửa sấm sét hư không quả trận. Ừ, sao bác? Cơ mặt gì nói đi. Tam anh đồng phạm. Đồng phạm sao? Nghe là... Trời, đồng phạm già rồi ông nội. Đồng phạm là như tội lỗi rồi gọi đồng phạm đó. Nói con nghe. Sao? Tụi bây là thú giật đầu thai. Trời ơi, thú giật đầu thai mà biết đánh đánh Việt Nam Cộng Hòa của bác chạy tụt quần bỏ đi. Trình độ sao bác? Sao? Tụi bây mở miệng ra. Sao bác? Sao? Rất là dơ bẩn. Sao dơ bẩn? Trời đất ơi, bác nói cờ cộng sản dơ bẩn hồi nãy bác chửi chó đẻ. Trời đất ơi, bây giờ bác gọi Lão Tôn luôn rồi. Sao bác? Sao? Trình độ chỗ nào bác? Và anh em nhớ. Nhớ sao? Cùng làm gì? Cùng làm gì? Cùng làm gì bác? Cùng đi về gửi đích cho cộng sản hả? Hả? Hả gì? Chúng ta không có quyền năng nào để mà hại người nào hết. Nhưng hại gì? Cơ mặt gì? Cơ mặt? Hình lực nhân quả. Hình lực nhân quả hả? Sấm sét hả? Ừ, hèn chi. Lực nhân quả này con biết rồi nè. Lực nhân quả này là trời hại các bác đó. Ăn ở thất nhân thất đức. Mới bị trời hại đánh cho ta Việt Nam Cộng Hòa tan nát. Thấy không? Bay đi luôn, tu càng bay gấp. Bỏ dòng họ, bỏ con cháu lại. Bộ đồ Việt Nam Cộng Hòa cũng tuột luôn. Bây giờ bác mặc cái bộ đồ này hơi mới đó nha. Nói sao bác? Và chúng ta là một sự liên kết. Liên kết gì? Tất cả những anh hùng hào kiệt. Hào kiệt, trời ơi. Anh hùng hào kiệt toàn là anh hùng thành kinh không à. Sao bác? Anh hùng hào kiệt. Sao bác? Và rất nhiều anh chị em gọi điện thoại cho tôi. Trời, nói gì? Bác nói đi. Làm thế này. Ừ, làm cái gì? Làm gì khai đại đi. Bác làm gì bác khai mẹ nó đi, bề đặt nữa. Suối gì? Giám đốc nghĩa là suối người ta làm. Đó. Sống là. Ok, điện thoại vào diễn đàn. Sao bác không làm? Đừng nói. Tôi giờ chốt tôi mới ra mặt. Giờ chốt
giờ chót của bác mà ra mặt là bác chết queo rồi. Ông 70 tuổi rồi, ông kêu giờ chót mới ra mặt. Ông chơi ông ngon như vậy. Bây giờ ông không ra chặn 70 rồi, ông không ra, ông đang ở trên mặt trận mà ông không ra chặn. Ông đợi giờ chót là 70 mấy 80 tuổi rồi, hết nổi thì sao ra chặn, sao đánh nổi. Nói sao? Chứ đừng cứ dán xuống, đừng cứ làm chấn động, mà không giao lại. Trời ơi. Cái trận chiến ngày hôm nay. Sao? Không phải là kia. Sao rồi? Ôi, cộng sản vậy khôn lắm. Thành thử, tôi rất tôn trọng trong diễn đàn này. Có lẽ diễn đàn này chưa có diễn đàn Facebook nào nói chuyện như thế này. Đúng. Chúng ta cần những cái đầu này là những cái hạng tướng. Đúng. Đúng. Không cần đồng. Tướng gì không? Tướng tụt quần nhanh nhất thế giới, hạt đứng đầu thế giới luôn. Đó. Thành ra đôi khi nói chuyện, anh em sẽ thấy cái tần số mình bắt. Sao bác? Thấy hôm đó là tần số của là Điển Quan Quốc Thủ Hồng Dương về nói chuyện với anh em chưa? Chưa thấy. Ngày hôm qua, nói anh em thấy tần số của những chiến sĩ hy sinh. Họ vào, họ khóc không? Khóc làm sao bác? Khóc làm sao? Mừng hả? Nhiều người nói là tổ chức cầu siêu cầu, nhưng mà làm sao? Giờ bác có cầu không? Tổ chức cầu siêu bác có cầu không? Thành thử ra anh em chính cả nhân tội đó là các vị ở Hoàng Sa. Làm sao? À, Hoàng Sa đó hả? Bảy mấy chiến sĩ Hoàng Sa Việt Nam Cộng Hòa mà tụt quần đó hả? Lo ăn chơi gái gú rồi đi đánh giặc không nổi, bị ấy hả? Này, nghĩ đến họ. Họ là những con người phải nói là hy sinh cho tổ quốc dân tộc. Sao bác? Khốn nạn này đâu, khốn nạn này là tay sai của Trung Cộng. Trời đất ơi, khốn nạn đâu có bằng người đâu, đâu có bằng bác đâu. Làm tay sai cho giặc đó, Việt Nam mà cho Mỹ đó. Bác nói đúng luôn á không? Tần số vô đầu mày đủ rồi, tao coi mày đâu rồi, tao lóc mày đó. Trời đất ơi, coi mày đâu rồi, tao lóc mày. Bác chơi gì kỳ quá à, bác chơi hết con không có chịu. Mày là ai? Nhưng mày nghe tiếng nói của tao. Quỷ thần xử thằng này theo hình luật nhân quả đi. Ừ. Mày nói cái tiền xạo lồn mà chứng kiến mày. Trời ơi, bác lớn tuổi rồi bác nói từ xạo lồn. Đời F1 mà nói chuyện kìa. Đời F1 Việt Nam Cộng Hòa nó từ xạo lồn các bạn nghe không? Đó các bạn, các bác Việt Nam Cộng Hòa nghe không? Nghe rõ nha, nhiên nói nha. Có bằng chứng đàng hoàng đó. Đó. Nhưng mà chúng tôi liên kết. Kết gì? Lisa Phạm. Sao? Nếu thì ngồi Henry Bảnh. Trời ơi, Henry Bảnh. Henry Bảnh á. Ừ. Sao? Diễn đàn hội đồng công sứ gia. Sao? Không đánh phá cá nhân. Sao? Đánh chứ. Hai đi bành là cộng sản giờ mua chuộc làm dùng mà đó, đang đánh phá các anh chị bản đó. Đặc nhiệm có khả năng tình báo an ninh. Tình báo an ninh cộng sản rất là tài, giờ mới cung rồi hả? Giữ nó vô đó. Đúng. Đúng, tình báo an ninh cộng sản nó giữ đi gì đang vô bút ông đó. Còn hiểu chứ? Còn chứ? Hiểu. Để đó đi. Hiểu. Mày sẽ thấy cơ trời vận chuyển. Trời ơi. Cơ trời vận chuyển. Sai lầm rồi. Sai lầm gì? Kiếm những lời lão tôn nói ngày hôm nay, mày sẽ thấy tụi mày bỏ của chạy. Ừ đúng rồi. Bác nói cái này nữa. Bỏ của chạy lấy người đúng đó bác đó. Bác từng chạy bỏ của chạy lấy người rồi. Bác có kinh nghiệm bác dạy con chứ nha. Bác có kinh nghiệm bác dạy con chứ. Nhà cửa bên đây nó mua sẵn hết rồi. Gần tới ngày đó nó chạy nước. Tụi bay ở lại với ai? À, thì mày suy nghĩ đi. Chạy trước đúng không? Thì bác chạy rồi, bác bỏ vợ bỏ con, bác là ở với ai? Bác hầu đợt ngày 1975 bác chạy rồi, bỏ vợ bỏ con bỏ cha mẹ, ở với ai? Ở với cộng sản. Cộng sản nuôi vợ con cha mẹ bác đó. Không? Nói. Sao? Nói tiếp bác. Sao? Sao? Virus cộng sản nó vào máu rồi. Đúng rồi. Thằng mày xì ke ma túy mà nó chết rồi đó. Rồi. Sao? Thứ này tôi kịp rồi.
thì chị tiêu hồn lực xác luôn. Cái xác xì ke ma tí ở đây là bác biết ở đâu không? Của Việt Nam Cộng Hòa nói tay cho giặc. Thấy không? Việt Nam Cộng Hòa là xì ke ma tí của Việt Nam Cộng Hòa để lại đó bác. Không? Nói đi bác. Không phải tụi mày chết ở đâu, những cái hồn tụi mày đó. Sao? Sao? Trời. Tụi mày là những người hận thù của cộng. Đó. Bác đó. Đó tại bác đó. À, bác là người giết người không gớm tay đó. Đó. Dòng giấm lọc hào quốc tổ Hùng Vương sao? Ngoài ra còn có cái hình luật nhân quả của thượng đế của ông trời Việt Nam. Sao bác? Trời Việt Nam sao? Sử dụng cái hình luật sấm sét. Sấm sét sao bác? Cuối đời mà kiếp. Cuối đời mà kiếp hả? À? Bác đó. Nghe. Nghe. Đang nghe con nghe. Nóng cực đến té. Ồ, có nóng không? Sao không nóng gì trơn vậy mắc cười. Còn tụi bay. Sao? Đó. Sao mới hiểu nổi những cái lời lão tôn nói ngày hôm qua? Là đến những cái tiếng vậy chứ ông bị thần kinh, ai nghe lời bác làm chi? Tiểu tiện nơi đó mày ra. Trời ơi, bác có tiểu tiện tại chỗ không? Mới miệng mà chỉ biết nhiều đó thôi. Con đâu biết nhiều đâu đâu. Con đang nghe bác nói á. Lực rừng gì? Bác xài lực rừng gì? Bác xài cho con gì? Con cũng muốn chết nè. Thiên ấn lệnh gì bác? Bác ấn lệnh cho con chứ. Xích lôi công gì bác? Chứ bị có trách nhiệm cơ hồi này. Sao? Binh tướng. Binh tướng sao bác? Quỷ thần sao bác? Lập công. Lập công sao bác? Xử mấy thằng này đi. Xử con hả? Tâm của nó rồi. Xử cỡ nào? Xử cỡ nào bác? Thiên ấn lệnh. Thiên ấn lệnh sao bác? Xử mấy thằng này trước đi. Có thể là 5 tháng 3 tháng thì xử sớm đi. Sao bác? Để nó chứng kiến và nó kể với nhau nghe. Cỡ vụ gì? Kinh hãi gì? Bây giờ mời tướng Hai Duy Bành. Mời Hai Duy Bành lên đi. Các bạn khác có thể là không liên lạc được thì gọi phải con. Bữa nay là tung hết chiêu luôn. Tung hết chiêu gì? Không còn được, không còn bao nhiêu nữa. Sao? Ở trên các vị đã chuẩn bị hết rồi. Rồi sao bác? Những điều này không tiết lộ chính Henry và anh đồng phạm đã chứng kiến. Không thể nào bị ngờ đâu. Ok, bây giờ rồi sao? Các bạn đợi khúc này, giờ khúc này mình không làm, bây giờ mình đi vô khúc khác cho cả nhà thêm nha. Thêm khúc này hay lắm. Ta nói bác tướng mà F1 Việt Nam Cộng Hòa con mà nhiên nói chứ bắt mấy bác tài dữ lắm luôn. Ta nói tài cực kỳ luôn mà tụt cực kỳ mà tài gì không? Chạy tụt quần mà nhanh nhất, đặng mà Thái Ngọc Nhiên đặng mai mốt bắt trước Thái Ngọc Nhiên là tụt quần chạy theo giống y như vậy đó. Thấy không? Giỏi như vậy đó. Trận này Thái Ngọc Nhiên sẽ bắt trước Việt Nam Cộng Hòa tụt quần chạy. Bà mẹ Thái Ngọc Nhiên là bắt trước tụt quần chạy mà ra đường ha. Người ta nói là Thái Ngọc Nhiên chết mẹ con khùng đó đâu. Cả nhà xem đây.